Hello, xin chào mọi người. Và hôm nay chúng ta sẽ quay lại với chủ đề chống lão hóa và cách để chúng ta có thể điều trị nếp nhăn động mà ít tốn kém và hiệu quả. Và chúng ta hãy bắt đầu clip nha. Tiểu loại Hằng là một người đã bị mụn 13 năm trời và đã điều trị bằng cái phương pháp Holistic Therapy, thì đã thành công trong cái điều trị mụn cho Hằng. Thì từ đó Hằng dựa trên những cái kiến thức Holistic Therapy sẽ điều trị về điều trị mụn, điều trị về nám, điều trị về mỡ bụng, về chống lão hóa. Thì Hằng sẽ chia ra những cái chủ đề để cái kênh của Hằng có thể là một cái kênh thư viện để các bạn có thể tìm hiểu về những cái kiến thức dinh dưỡng, về cái điều trị Holistic Therapy để có thể phục vụ cho các bạn trong cái công cuộc là điều trị làm đẹp da và chữa bệnh cho các bạn ha. Thì hôm nay chúng ta sẽ nói về chống lão hóa. Và cái không biết là các bạn có nghe đến Botox không? Botox nó là một cái chất để có thể làm liệt cơ và giúp chống nếp nhăn động, chứ không phải là nếp nhăn tĩnh. Thường là nếp nhăn chúng ta sẽ có hai loại, một là nếp nhăn tĩnh là bởi sự sụt giảm collagen và elastin, thì càng lớn tuổi thì cái nếp nhăn tĩnh của chúng ta sẽ càng nhiều. Còn nếp nhăn động là những nếp nhăn được lộ ra khi chúng ta hoạt động cơ mặt nhiều. Ví dụ chẳng hạn như là đây là cái đường số 11 đúng không, là cái nếp nhăn mày nữa, là nếp nhăn số 11 là khi mà nào mà các bạn mặc hay là cau mày này, hoặc là nhướng cái phần trán này lên, thì khi mà các bạn trend cái mặt của bạn nó bị giống như nó hoạt động nhiều thì nó sẽ làm cho cái chỗ đó nó bị nhăn. Thì nó là cơ gây nên nhăn chứ không phải là do sự sụt giảm collagen và elastin nha. Và cái khóe mắt này là Hằng bị nhăn là từ hồi nào đó, từ hồi nhỏ luôn, từ hồi nhỏ là Hằng đã bị nhăn khóe mắt rồi, là do cái cơ hoạt động của mình là nó bị như vậy á. Khi mà cười lên á thì nó sẽ có nhăn, bây giờ còn nhăn chút xíu chứ hồi xưa là nhăn rất là nhiều luôn. Thì cái khóe mắt này bạn không có thể nào train cho cái mặt của bạn, là cái cơ của bạn nó đã như vậy rồi, là khi mà chẳng hạn như các bạn cười đúng không, là cái dây thần kinh nó sẽ kích thích cái cơ và làm nhăn cái khu đó, là cái cơ nó hoạt động quá mức các bạn. Thì có hai cái loại nếp nhăn đó. Thì cái loại nếp nhăn mà khi mà các bạn cử động và các bạn mới xuất hiện thì là mình muốn nói đến trong ngày hôm nay. Thì thường để xử lý cái nếp nhăn động này, các bác sĩ và được chuẩn FDA luôn thì đều sử dụng Botox. Botox là một cái độc tố có thể làm liệt cơ. Nói như vậy thôi nhưng mà nói chung là kiểu như vậy nè. Khi mà chẳng hạn như cái dây thần kinh của bạn kích thích nó là cái chỗ này là nó hoạt động, cái cơ này mày phải hoạt động nè, thì bình thường là cái cơ của các bạn là nó sẽ hoạt động đúng không, là nó sẽ nhăn lên. Nhưng mà khi mà cái Botox nó tiêm vào thì cái cơ đó nó sẽ bị liệt, nó sẽ liệt cơ và nó sẽ không làm nhăn. Thì nhiều người tiêm Botox để điều trị những cái nếp nhăn số 11 nè, rồi ở trên trán và ở khóe mắt, nói chung là cái nếp nhăn động nào xuất hiện thì các bạn sẽ tiêm ở chỗ đó. Thì bình thường trung bình Botox nó sẽ có tác dụng là khoảng từ 6 đến 9 tháng là với cái Botox tốt. Còn nếu như Botox không ok chắc là 1, 2 tháng, 3 5 tháng gì đó, cái đó tùy theo các bạn. Và nó sẽ tan nhanh khi mà các bạn sử dụng nóng xông hơi. Đó, đại khái là như vậy. Thì tại sao mình nói về cái điều trị nếp nhăn động này, một cái phương pháp thay thế, là bởi vì thật sự là tiêm Botox nó rất là mắc luôn. Lúc trước mình có tiêm Botox một lần là ở thẩm mỹ viện Trung Quốc Thái, là với giá 3 triệu và hình như là nó được tác dụng tầm 3-4 tháng gì à, không có được 6 đến 9 tháng luôn á. Và mình tìm hiểu rất là nhiều Botox những cái chỗ khác ở bệnh viện á nha, thì toàn là từ 5 đến 10 triệu trở lên. Thì nếu mà chẳng hạn như các bạn nào mà bị nếp nhăn động mà tiêm nhiều chỗ và đồng thời là cái thời gian để tiêm lại nó rất là nhanh thì cho nên nó rất là tốn tiền luôn. Và cái điều đó thì đương nhiên là cái quan điểm của mình là mình thấy nó không có cần thiết là phải tốn tiền nhiều như vậy. Thì cho nên là mình đã đặt câu hỏi có cái cách nào mà để mình có thể thay thế liệu pháp Botox đó hay không. Và mình đã tìm ra một cái phương pháp có thể thay thế được cái liệu pháp Botox đó, và chi phí nó cũng rẻ hơn rất là nhiều. Và chuyện tình cờ là năm ngoái mình làm content ở trong một công ty thì chuyên về thực phẩm chức năng và mỹ phẩm, và làm agency á, thì mình có viết bài cho một cái thương hiệu, cho một cái thương hiệu mỹ phẩm. Thì cái thương hiệu đó có đề cập đến, nó có rất là nhiều sản phẩm và nó có đề cập đến một cái hoạt chất đó chính là acetin hexapeptide 8. Thì mình cần tư liệu để mình viết về cái hoạt chất này để mình nói lên cái điểm mạnh của sản phẩm đó. Thì không ngờ cái hoạt chất này nó nói là có thể làm giảm nếp nhăn động, tức là cái
cái hoạt chất này nó có tác dụng đến làm tê liệt cái phần cơ. Nếu mà chẳng hạn như các bạn cười thì cái cơ bị tê liệt thì nó sẽ không có tạo nên nếp nhăn nữa. Cái mình cảm thấy ồ sao mà thần kỳ quá vậy. Tại vì thường là mình thấy rất là ít được cái hoạt chất mà có thể tác động được đến cơ, đa số là tác động đến da thôi. Còn cơ thì rất là khó luôn, tại vì nó liên quan đến dây thần kinh nữa. Thì sau một thời gian mình không để ý lắm nữa, nhưng mà sau này cũng nhiều người nói trời ơi sao nếp nhăn đậm mình nhiều quá, nếp nhăn mà giờ cười lên thấy nếp nhăn nhiều quá. Xong rồi cái thì cũng đặt câu hỏi là ôi trời ơi thấy cũng buồn. Xong rồi mới đi đặt một cái loại kem có chứa cái hoạt chất, cái hoạt chất này cái tên tiếng Anh của nó là Arevilin. Thì nó có cái nó có tên cái ấy hơn, đó chính là acetin hexapeptide 8. Thì nó là một chuỗi acid amin. Thì nó là một cái protein thôi chứ nó không có hại gì hết. Thì nó có tác dụng làm tăng cái collagen và elastin ở trong da, đồng thời có tác động đến là giảm cái độ mà giống như là nếp nhăn cơ của mình, nó giống như là cơ mình cười lên đó, thì nó sẽ làm giảm cái phần đó. Thì mình có đặt một cái loại kem. Thì sau khi một thời gian cái botox của mình là hết, nói chung là hết hiệu quả rồi á, là thấy bắt đầu là cười là có nếp nhăn trở lại rồi á, thì khi mà mình sử dụng lên thì mình cảm thấy nó có hiệu quả đối với mình. Bây giờ thì mình thử cười lên nha. Đây các bạn thử, các bạn xem thử nha, cái bên phải của mình là các bạn không thấy đúng không, bên trái thì nó sẽ còn ba nếp nhăn, là ba khóe. Thì mình sẽ để cho các bạn xem cái hình lúc trước, cái nếp nhăn đậm của mình như thế nào nha. Cái này mình sẽ cho các bạn xem là từ hồi mình sinh viên tới bây giờ luôn, là nếp nhăn đậm của mình nó nhiều như thế nào nha. Arygaline tác động đến phức hợp thủy thể protein, ngăn cho các dây thần kinh nói chuyện với nhau để hạn chế cái sự nhăn. Thì tuy nhiên nó cũng không có quá tuyệt vời như là botox. Ví dụ chẳng hạn như các bạn tiêm vào là tầm 3 đến 5 ngày là các bạn đã hoàn toàn giảm được 80-90% luôn á. Nếu mà chẳng hạn như bác nào mà tiêm nhiều quá thì nó sẽ bị giống như bị liệt cơ mặt luôn, là giống như là bạn chuyển động thì nhìn nó hơi đơ một tí. Thì tuy nhiên là cái loại kem thì các bạn cần phải sử dụng lâu dài, là theo năm 2002 thì sẽ là giảm, mỗi ngày bạn sử dụng thì sẽ giảm được khoảng 30%, và các bạn sử dụng cái thời gian lâu hơn thì nó sẽ được giảm được nhiều hơn. Thì theo mình là nó sẽ giảm được khoảng 60-70% cái nếp nhăn đậm của mình á. Thì các bạn có thể hoàn toàn sử dụng thử xem sao. Thì ngoài ra nó còn cái tác dụng là dưỡng ẩm cho da và tăng collagen và elastin, và đồng thời là nó không độc cho cơ như là botox là một độc tố là có làm liệt cơ, còn cái loại này nó chỉ là một chuỗi acid amin, nó là peptide, thì nó làm can thiệp đến phức hợp thủy thể protein trong đó, và nó ngăn cản các dây thần kinh nói chuyện với nhau để làm cho giảm cái nếp nhăn đậm ở trên da của mình. Thì hai cái cơ chế nó hoàn toàn khác nhau, thì cho nên là cái này nó tác dụng chậm hơn nhưng mà nó rẻ hơn, và đồng thời nó an toàn hơn rất là nhiều. Thì một cái hũ kem mà mình đang sử dụng đó chính là cái loại này, là Dermaxgen. Thì hiện tại là cái kem có chứa Arygaline đó thì ở Việt Nam thì hầu như là không có, tại vì cái này nó cũng chưa nổi tiếng lắm và nó sẽ thiên về chống lão hóa, và đa số là người ta sẽ đi tiêm cho nó nhanh á, và đồng thời là cái sự quảng cáo của thẩm mỹ viện rất là nhiều. Thì bạn có thể tiêm botox, nhưng mà thật sự là mình thì quan điểm khác, mình thích là tìm tòi nghiên cứu về những cái mới và những cái mà nó rẻ hơn chút xíu để nó có thể phù hợp với cái điều kiện kinh tế của mình. Thì mình tìm trên Walmart và Amazon thì mình thấy cái loại Dermaxgen này, hoặc là có một cái loại cũng rất là tiếng đó chính là The Ordinary, nhưng mà The Ordinary nó không có được vote nhiều sao bằng cái loại này. Thì cái loại này nó có chứa Natural Botox, thì người ta có nói cái Arygaline nó là Natural Botox và có thêm cái chất là Tamiton Pentapeptide 4, Hyaluronic Acid, Aloe Vera và Peptide Complex, Vitamin C, Vitamin E, thì nó làm căng da rồi tăng collagen, tăng elastin. Thì mình chỉ quan tâm là nó có làm giảm cái nếp nhăn đậm của mình hay không. Thì mình thường là sẽ bôi xung quanh mắt mỗi ngày luôn á. Thì đến là mình sử dụng được khoảng 1-2 tháng là mình thấy nó cũng ok. Tại vì cái botox của mình nó cũ, nó đã nhẽ rồi, mình tiêm từ hồi tháng 11 năm ngoái á, thì bây giờ của mình nó đã nhẽ rồi. Hôm bữa là cười lên là thấy nó nhăn dữ lắm rồi, cho nên là lần đợt đi mua cái tuyết là có cái hũ này liền. Các bạn cũng có thể sử dụng The Ordinary, thì mình thấy là review ở trên nhiều kênh YouTube khác á, thì mình thấy họ cũng có giảm được cái nếp nhăn đậm của họ rất là ok. Thì cái này tùy bạn thôi, bạn có muốn sử dụng loại nào cũng được.
Thì rất cảm ơn các bạn đã xem video clip ngày hôm nay. Hy vọng cái clip này có thể chia sẻ cho các bạn một cái kiến thức mới, là một cái phương pháp để có thể điều trị nếp nhăn đậm. Và nếu mà bạn nào có muốn thử tem sử dụng cái loại kem này để làm giảm cái nếp nhăn đậm của mình, hoàn toàn có thể inbox cho mình để mình có thể đặt hàng cho các bạn nha. Thì nó rất là rẻ và nó rẻ hơn Botox rất là nhiều. Ví dụ như một cái kem 600.000 các bạn có thể sử dụng được tầm 1 năm trời. Tại vì mình thì mình chỉ sử dụng cho mắt thôi. Còn nếu mà Botox thì 3 triệu là được 4-5 tháng thì nó tùy theo. Thì là mình là tiêm chỗ rẻ rồi nha, là mình tiêm chỗ rẻ rồi, là các bạn có thấy không, phải là 6 triệu 1 năm không. Còn những cái chỗ khác, Botox khác đâu phải là, tại vì là mình là có khả năng resort, là mình thấy chi mức thái thì rẻ hơn, còn mấy chỗ khác thì nó mắc hơn. Có chỗ ví dụ như là các bạn tiêm của bệnh viện da liễu thì 8 triệu, hoặc là mấy chỗ những cái bệnh viện mà rất là nổi tiếng luôn, 8 triệu mà mấy triệu, 15 triệu mà tiêm 2 lần 1 năm thì các bạn thấy là bao nhiêu tiền. Thì cái này là tùy theo điều kiện kinh tế thôi. Nếu chẳng hạn như các bạn mà có điều kiện kinh tế thì cái đó hoàn toàn bình thường. Nhưng mà với những cái người mà cần tiền để sử dụng những cái việc khác trong cuộc sống thì nó quá là mắc mỏ. Và mình cũng rất là muốn cải thiện cái làn da của mình thì mình sẽ tìm những cái cách khác. Thì hãy inbox cho mình nếu như các bạn có nhu cầu mua cái loại kem này. Và rất cảm ơn các bạn hãy like và subscribe kênh YouTube của mình để có thể xem thêm nhiều kiến thức về mụn, về điều trị lão hóa, về mỡ bụng. Và xin cảm ơn và chào tạm biệt.